Xin chào các bạn. Chúng ta lại được gặp nhau trên kênh Đầu tư 6.0 của tôi. Và trong cái video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với mọi người một cái ứng dụng trò chơi vừa giúp chúng ta giải trí và cũng có thể là giúp chúng ta kiếm thêm được tiền 200.000 trên điện thoại từ cái ứng dụng này. Thì với ứng dụng này chúng ta vừa giải trí, chúng ta vừa kiếm được tiền, có thể nạp tiền cho điện thoại của mình hoặc là có thể là rút tiền về cái tài khoản PayPal. Và từ cái tài khoản PayPal chúng ta có thể chuyển về cái tài khoản ngân hàng của chúng ta. Đây là cái trò chơi này, chơi game câu cá để kiếm tiền. Các bạn thân mến, trò chơi này ngoài cái sức hấp dẫn, lôi cuốn đối với người chơi và không những thế còn giúp chúng ta kiếm được tiền trên cái điện thoại. Và thì cách kiếm tiền như thế nào và trò chơi này thú vị ở cái điểm nào thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách để chúng ta tải cái trò chơi này về và cách để chúng ta có thể là kiếm được tiền từ trò chơi này. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng xuống dưới mô tả của video thì chúng ta sẽ thấy ở dưới này, dưới cái phần mô tả của video có một cái đường link để tải cái ứng dụng này về và một cái mã để chúng ta nhập khi mà chúng ta cài đặt cái ứng dụng này. Thì bây giờ chúng ta cùng xuống dưới, sau khi mà click vào cái link dưới phần mô tả của video thì nó sẽ dẫn chúng ta đến một cái trang như thế này. Thì chúng ta có thể bấm vào đây để chúng ta cài đặt hoặc là chúng ta có thể lên Google Play, tức là lên cái công cụ CH Play ở đây để chúng ta tải cái ứng dụng này về cũng được. Đây, chúng ta bấm vào. Đây là tên của cái trò chơi này. Chúng ta copy cái tên này vào hoặc là gõ cái tên này vào để chúng ta tải cái ứng dụng này về ta đây. Thì sau khi mà gõ tên của ứng dụng này vào thì cái ứng dụng này sẽ hiện lên ở cái dòng đầu tiên. Thì chúng ta thấy đây, chúng ta sẽ bấm vào cái ứng dụng này và chúng ta bấm vào đây, chúng ta cài đặt ứng dụng này. Như thế là ta đã cài xong rồi. Bây giờ ta sẽ mở cái ứng dụng này lên, chúng ta bấm vào Open ở bên này. Ta chờ một tí, ứng dụng này nó đang khởi động. Ok, như thế là ta đã cài xong và đã khởi động xong cái ứng dụng này. Bây giờ các bạn chú ý này, cái giao diện của cái ứng dụng này khi mà ta chưa nhập cái mã giới thiệu của tôi vào thì nó như thế này, nó sẽ không có cái biểu tượng đồng tiền ngay cái cạnh ở tôi đang chỉ chỗ này. Thì bây giờ cái nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ bấm vào cái lá hình lá thư ở đây. Nghe, chúng ta bấm vào đây. Ta bấm vào đây. Đây. Và chúng ta bấm vào cái dòng đầu tiên ở trên này nhá. Đây, chúng ta bây giờ chúng ta sẽ nhập cái mã giới thiệu của tôi đây. Q9SSXLI vào. Đây. Và sau đó chúng ta bấm vào Go. Như thế là ta đã được 0,04 đô rồi. Đấy, rất là nhanh. Đấy, chúng ta bấm vào đây, chúng ta tắt đi. Đấy, sau khi mà chúng ta đã nhập cái mã giới thiệu của tôi vào thì mọi người thấy ở dưới cái hình lá thư mà ta làm lúc nãy ấy, có cái biểu tượng đồng đô la ở đây, đồng tiền đây. Đấy, khi mà chúng ta chưa làm thì chúng ta sẽ không có cái biểu tượng này. Đấy, chúng ta có thể bấm vào đây chúng ta xem. Thì chúng ta sẽ thấy ở trong đây có cái biểu tượng là PayPal ở đây. Khi mà chúng ta kiếm được tiền từ 10 đô trở lên thì chúng ta sẽ rút được tiền về cái tài khoản PayPal này. Tại cách đăng ký tài khoản PayPal này để xác nhận và từ tài khoản PayPal để chuyển về tài khoản ngân hàng cũng rất là đơn giản. Cách này thì chúng ta có thể lại sẽ làm sau và tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách khi mà mọi người đã kiếm được tiền từ cái trò chơi này rồi. Nếu mọi người muốn biết cách làm như thế nào, đăng ký như thế nào thì mọi người có thể comment để lại bình luận bên dưới của video. Tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách làm này. Bây giờ ta sẽ thử nhé.
Ta có thể bấm vào đây để ta chơi. Này, để chúng ta câu cá. Đấy. Đấy, bấm vào đây để nhận tiền này. Đấy. Và đây chúng ta thấy là đây là được 1 đô Google Play. Ở đây thì chúng ta bấm vào đây để chúng ta nhận. Rồi chúng ta tắt đi. Đấy, như vậy là ta đã được 1 đô rồi. Đây, bấm tiếp vào đây. Đấy, đấy như thế là ta đã được 2005 rồi. 2005 điểm. Thì tiếp tục với trò chơi này thì ta thường sẽ bấm vào đây để chúng ta câu cá, để chúng ta kiếm thêm tiền. Rồi chúng ta bấm vào đây. Đấy. Rồi. Nếu như mà chúng ta chưa muốn nhận thì chúng ta có thể bấm vào No, Thank you ở đây. Thì bây giờ ta đã có 2,3 nghìn điểm rồi. Thì chúng ta có thể là vào đây chúng ta mua móc câu hoặc là mua dây. Chúng ta bấm vào đây. Rồi. Đấy. Đấy, rất là nhiều. Đấy, như vậy là ta đã được 3.000 điểm rồi. Như thế là cái này cũng là rất là nhanh, và cách để chúng ta kiếm được tiền cũng tương tự như thế. Và chúng ta cũng có thể là chúng ta vào đây để chúng ta kiếm tiền thêm bằng cách là đi chia sẻ với mọi người cái ứng dụng này. Mọi người sẽ nhập mã và các bạn sẽ được thêm tiền từ cái ứng dụng này. Và đây là một cái trò chơi giải trí ứng dụng kiếm tiền rất là hay. Các bạn có thể là lên đây để vừa chơi vừa kiếm tiền. Và ngoài ra thì trong cái quá trình mà kiếm tiền có những vấn đề gì mà băn khoăn thắc mắc nữa thì các bạn hãy vui lòng để lại lời bình luận bên dưới của video nhé. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và đặc biệt các bạn chú ý nhé, khi cài đặt ứng dụng này thì các bạn phải nhớ vào cái hòm thư ở đây, để các bạn bấm vào đây để các bạn nhập cái mã giới thiệu của tôi vào thì các bạn mới được tiền nhé. Và nó cũng mới cái xuất hiện cái biểu tượng đồng tiền ở đây mới có thể là có kiếm được tiền. Còn nếu các bạn không nhập mã đấy thì các bạn thì nó cũng sẽ không xuất hiện cái biểu tượng đồng tiền ở đây, thì các bạn sẽ cũng sẽ không kiếm được tiền từ cái ứng dụng này. Và xin được chúc các bạn sẽ gặp nhiều may mắn và kiếm được nhiều tiền từ ứng dụng này. Và khi nào các bạn kiếm được tiền rồi, hãy comment nhắn tin cho tôi. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn rút tiền về tài khoản PayPal và về tài khoản ngân hàng của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video hướng dẫn tiếp theo của tôi.